con gà tượng trưng cho sự tự tin, kiêu ngạo và tích cực. những người tuổi dậu là người sôi nổi và có vẻ bề ngoài lè loẹt. tuy nhiên, họ cũng là người trung thành, đáng tin cậy với tính cách trung thực và thẳng thắn. những người tuổi dậu thường là những người cứng rắn, kiên cường, ý chí mạnh mẽ. họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì với những ai không theo kịp nhịp độ của họ do họ quá thật và thẳng thắn đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác dễ làm tổn thương người khác thực tế những người tuổi giàu là những người rất phức tạp và có đôi chút phù phiếm đặc biệt họ là những người dí dòm tràn trề sức sống những người tuổi dậu thường có xu hướng tỉ mỉ chi tiết và cầu toàn họ cũng có thể là những nhà quản lý giỏi đối với những người cầm tinh con gà vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình chầm rãi mà có phương pháp họ thích sự phô trương thích những nơi sang trọng lòng lẫy và những dịp lớn khi họ có thể mặc những bộ cánh sang trọng và thời thường nhất của mình nhưng sự đam mê thật sự của họ là hòa mình với thiên nhiên. Những người tuổi giàu thường rất hạnh diện về gia đình của mình và họ là những người quản lý gia đình rất hiệu quả. Họ thích sự ngăn nắp, gọn gàng, nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất. Đối với họ, sự mạnh, sự sạch sẽ vệ sinh luôn được đặt ở vị trí hàng đầu. Họ thuộc tiếp người ưa chuồng truyền thống, những người này thường thích trang trí đồ gỗ nội thất trong nhà. Trong số những người cầm tinh con gà, có nhân vật là đại biểu với tính cách giàu ảo tưởng, hành động vì trường nghĩa. Ông ta tự cho mình là anh hùng không hề biết sợ, sẽ làm thay đổi thế giới. Thật ra đặc trưng của người tuổi giàu có bề ngoài là người cấp tiến, tự cho mình là tài giỏi nhưng trong hồng trong lòng lại rất bảo thủ cố chấp họ là người ưa tranh luận và bất chấp các người khác có cảm giác thế nào họ luôn cho rằng mình đúng và không thừa nhận bất kỳ một khuyết điểm nào người tội giàu thích được người ta khen người khoa trương khi bị một ai đó phê bình họ sẽ dùng đủ mọi cách phản bác không thừa nhận sai lầm của mình song dù như thế nào thì mọi người vẫn yêu mến họ bởi tính cần cù chịu khó trong lĩnh vực quản lý kinh tế, họ là nhà quản lý có tài. Họ biết làm sao để cân đối các khoản thu chi một cách đúng đắn nhất. Tính cách của người tuổi giàu cơ bản được phân thành hai loại. Một loại thích nói chuyện phiếm hay nói lung tung, tính cách sôi nổi, còn loại kia là người giỏi quan sát, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi giàu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khuyết khiếm của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đắng, đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi, luôn muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan tâm đến cảm giác của người khác nhưng một khi gặp thất bại họ cũng không xa suốt tinh thần phương pháp của họ là nói quan điểm của mình cho những người một để mọi người tin họ đứng về phía họ người tuổi dậu cầu toàn luôn mưu cầu sự tần thiện tần mỹ họ khá nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận khi xử lý giải quyết một vấn đề họ luôn hành động theo một khuôn khổ định sẵn cũng chính vì thế mà khi gặp bất kỳ một điều gì ngoài dự tính họ đều lúng túng thậm chí không thể xử lý được tuy nhiên họ là người tài giỏi chịu khó có năng lực tố chất cao thẳng thắn trung thực làm việc dứt khoát quyết đoán người sinh năm giàu có tướng màu thu hút người khác đặc biệt là nam giới khôi ngô tuấn tú mạnh mẽ kiên cường họ cũng rất tự hào về tướng màu của bản thân Muốn thể hiện mình, mọi người không thể thấy được sự lười biến của họ vì họ thường có vẻ ngoài tôn kính, đoan trang, đàng hoàng. Cho dù trong số họ có ai là người thẹn thùng nhất, thì trước mặt mọi người, người đó vẫn tỏ ra là tháo vắt, nhanh nhẹn thể hiện hết khí chất tính cách của mình. Người sinh năm giàu là những diễn viên tuyệt vời. Họ thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động thường là vẻ đẹp lấp lánh thu hút mọi người tính cách của họ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác mỗi một cử chỉ hành động đều được mọi người chú ý họ mang tâm tư vui vẻ cử chỉ tính cách nhạy bén thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt thành công họ có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào về bất cứ lúc nào Nếu bạn muốn tranh luận với họ về một vấn đề nào đó thì bạn rất dễ gặp thất bại Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn người tuổi giàu bạn nhất định phải chịu đừng tính ưa thích tranh luận của họ Tranh luận với người khác là thiên tính không thể lai like chuyển được họ Vì vậy, về điểm này có làm bạn khó tiếp nhận đến đâu thì bạn vẫn phải không khống chế bản thân không được nổi cáo nếu không chẳng may bạn chạm phải ngồi nổ lúc nào cũng sẵn sàng của họ thì nhất định sẽ xảy ra một trận chiến. Khi người tuổi giàu rơi vào trạng thái tiêu cực, họ sẽ nghĩ ra mọi cách để giữ nguyên lý mình vì họ tin rằng mình đúng. Chỉ công nhận ưu điểm của bản thân, thế nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ một chút nội tâm của họ thì sẽ phát hiện ra mục đích mà họ làm như vậy chỉ là muốn xác định giá trị của họ. Cho nên họ không muốn nhận thức chân thực về bản thân, cũng không nên khoe khoang, khoa trương với họ mà gặp bất lợi. Nếu người tuổi giàu sinh đúng vào những tảng, sáng hay hoàng hôn, thì họ sẽ có đặc điểm nói dai. Càng không may là những người này thường nổi phòng, khoách trương lời nói của họ, không hề nhận sai lầm, không có một đề tài nào mà họ đưa ra mang ý nghĩa đứng đắn. Người tuổi giàu sinh vào ban đêm thì hoàn toàn ngược lại. Họ cực kỳ nghiêm túc, không giỏi giao tiếp lãnh đàm với người giống như một con mọt sách thậm chí tính tình hơi lập dị khó đoán trước hầu hết người tuổi giàu đều quản lý tài chính trong gia đình họ tính toán tỉ mỉ biết cân bằng thu chi họ rất coi trọng tay hòm chìa khóa tính toán rất cẩn thận mọi việc phải làm và cũng rất quý trọng thời gian của mình con cái của người tuổi giàu cũng có thể nhận chức vụ nhân viên bảo quản tài sản để bố mẹ gửi cho chúng từng đồng tiền nhỏ với mục đích để bọn trẻ tăng thêm vốn cho ngân hàng nhỏ. Nếu như bạn có tật tiêu vung tay quá trán thì hãy gửi tiền cho những người tuổi giàu. Họ sẽ giúp bạn lên kế hoạch chi tiêu chính xác, nghiêm túc và tật xấu của bạn sẽ dần mất đi. Dưới sự quản lý của các chuyên gia kinh tế tinh nhanh là họ, tiền của bạn xuất ra sẽ được dùng ở những chỗ hợp lý, thu nhập của bạn cũng được tích góp lại lúc bạn có tiền đồ trong cuộc sống, có được người quản lý tài chính tuổi giàu bảo hộ cho bạn thì những chủ nợ sẽ không ngày đêm đến làm phiền bạn nữa. Bạn cần biết rằng nếu không có họ vì cứu tinh về tài chính của bạn, bạn sẽ rơi vào cảnh tồi tệ. Chúng ta hãy suy nghĩ rộng hơn về vấn đề này, mỗi khi bạn được họ cứu ra khỏi hoàn cảnh khó khăn, lời thách mắc của họ đối với bạn sẽ là Muốn làm người tốt Hãy tình nguyện trở thành con người xa đọa đây Nếu nói câu này có thể giúp bạn tự kiểm điểm mình Dưới sự giúp đỡ của họ Tình hình của bạn sẽ tốt dần lên Nhưng cuộc sống của bạn sẽ không tách rời họ Có họ bên cạnh không bao giờ bạn phải thất vọng Người tội rộng là người giỏi giữ mình và thích giải quyết Xử lý các vấn đề hay công việc Nhưng đừng hy vọng họ làm những việc mang tính cải cách Họ có thể sắp xếp mọi việc để làm tốt hơn nhưng lại thiếu tính sáng tạo. Họ rất khó nhận nhân vật mang tính cải cách. Nếu như người tuổi giàu biết những kiến nghị mà họ đề xuất từng hộ thì họ sẽ đưa ra những suy nghĩ mới, sáng tạo trong công việc và sẽ đạt được thành tích. Tuy nhiên, người tuổi giàu đôi lúc cũng tiêu tiền vung tay quá tán những số tiền này chỉ tiêu cho bản thân họ. Họ nghiêm khắc trong việc chọn lựa ăn mặc và rất thích thu hút sự chú ý của người có lúc họ còn trang trí nhà phòng làm việc theo ý của họ bản thân họ cũng thích trang điểm người tuổi dậu còn đặc biệt xem trọng chức trước, trước và quốc và bằng khen họ bao giờ cũng cố gắng để có được ít nhất một cơ hội được huy chương hoặc chức vị trong công việc tiền của họ ngoài việc tiêu cho gia đình nhỏ còn dùng để theo đuổi tình yêu hoặc giành được tình cảm tốt đẹp của đồng nghiệp chỉ có một thứ mà bạn có thể nhận được từ họ miễn phí đó chính là kiến nghị. Tất cả những người tuổi dậu đều rất cẩn trọng mọi việc và người cầu toàn họ rất nhạy cảm với những vấn đề có tính lý luận mạnh. Khi nghỉ, khi xử lý bất kỳ vấn đề gì đều thực hiện sau khi đã phân định rõ ràng. Đối với những người làm việc không theo quy tắc, họ sẽ cảm thấy khó hiểu. Phụ nữ tuổi dậu luôn là người thực tế, cần cù, chăm chỉ, chịu khó và hay giúp đỡ mọi người. Họ là người vợ đảm đang, người mẹ dịu hiền. Người tuổi giàu là những kẻ năng động, vì thế họ có sức khỏe tốt. Nếu bị bệnh thì họ cũng có khả năng hồi phục nhanh chóng. Đôi khi, họ đảm nhận quá nhiều việc khiến họ bị stress và trái tính trái nết. Tình yêu của người tuổi giàu như thế nào? Mời các bạn đăng ký và nhớ chia sẻ like. Phần sau, tôi sẽ nói rõ hơn. Xin cảm ơn các bạn.